Ý nghĩa của vòng tròn âm dương. Trong phong thủy, âm và dương luôn là hai yếu tố có mối quan hệ mật thiết với nhau. Biểu tượng âm và dương phổ biến nhất chính là vòng tròn âm dương. Vòng tròn âm dương được chia làm hai nửa đối xứng với hai sắc trắng đen riêng biệt, luôn ẩn chứa những bí mật khiến người ta phải tò mò. Vậy ý nghĩa thực sự của vòng tròn âm dương trong phong thủy là gì? Hai yếu tố âm và dương trong phong thủy. Theo kinh dịch, vũ trụ trước kia vốn là một mớ hỗn độn. Kể từ khi hai yếu tố âm và dương xuất hiện, chuyển động càn khôn, vũ trụ bỗng hóa thành một thể thống nhất và vạn vật mới sinh sôi nảy nở. Chính vì thế, người ta tin rằng tất cả mọi vật trong vũ trụ đều tồn tại với hai dạng năng lượng âm và dương. Dương tượng trưng cho nguồn năng lượng mạnh mẽ của mặt trời, ánh sáng và sự sống, hướng ngoại. Âm tượng trưng cho nguồn năng lượng của mặt đất và bóng tối, hướng nội. Trên bình diện con người, dương biểu trưng cho nam giới, còn âm là biểu tượng của nữ giới. Trong vũ trụ, âm và dương luôn tồn tại song song, mặc dù đây là hai mặt hoàn toàn đối lập nhau. Vạn vật sẽ không thể phát triển nếu chỉ có ngày mà không có đêm, chỉ có nóng mà không có lạnh. Chỉ có trái mà không có phải, hay chỉ có đực mà không có cái. Quy luật từ xa xưa tới nay vốn dĩ vẫn là âm dương tương trợ, hòa hợp lẫn nhau để tạo nên sự sống. Khi dương thịnh thì âm suy và ngược lại. Còn theo quan điểm biện chứng thì âm dương chính là sự thống nhất của hai mặt đối lập. Ý nghĩa của vòng tròn âm dương. Vòng tròn âm dương gồm hai nửa đối xứng ôm trọn lấy nhau. Một nửa màu trắng và một nửa màu đen. Trong nửa trắng có một chấm tròn đen và trong nửa đen lại có một chấm tròn trắng. Người ta nói biểu tượng ấy chính là trong dương có âm và trong âm lại có dương. Vòng trong âm dương mang ý nghĩa vạn vật trong vũ trụ đều là sự tương đối, không có gì là dương tuyệt đối, cũng chẳng có gì là âm tuyệt đối. Có khi nào bạn thắc mắc tại sao không phải đường thẳng hay đường rích rắc chia đôi vòng tròn âm dương mà lại là đường cong chữ S? Bởi đường cong ấy biểu hiện cho sự mềm mại. Ý ám chỉ vạn sự đều cần linh hoạt, không nên quá cứng nhắc để tự điều chỉnh cho phù hợp với cuộc sống. Từ vòng tròn âm dương, nếu nhìn rộng ra, chúng ta có thể luận được nhiều điều thú vị. Đối với con người, nam giới đại diện cho phần dương bởi tính khí mạnh mẽ và quyết đoán. Còn nữ đại diện cho phần âm bởi sự dịu dàng và tĩnh lặng trong tính cách. Tuy nhiên trong cuộc sống, không phải lúc nào nam giới cũng giữ được sự mạnh mẽ và nữ giới cũng có khi không yếu đuối như vẻ bề ngoài. Tương tự, trong tâm tính của con người cũng tồn tại hai mặt thiện và ác. Không có ai là người tốt toàn diện, nhưng cũng chẳng có ai ngay từ khi sinh ra đã là kẻ xấu. Nhưng nếu cái ác quá lớn sẽ khiến con người có những suy nghĩ và hành vi lệch lạc đạo đức, gây hại cho người khác. Chính vì thế, sự chế ngự giữa âm và dương phải luôn hài hòa, cũng giống như con người phải tự điều tiết được hành vi và suy nghĩ của bản thân. Trong một chỉnh thể luôn luôn tồn tại hai mặt đối lập và hai mặt đó tương trợ lẫn nhau để tạo nên một tổng thể toàn diện. Cũng giống như hai yếu tố âm và dương trong một vòng tròn không thể tách rời nhau.